Xin chào các bạn. Hôm nay Petey có một cái trò chơi rất là vui. Đặc biệt là cái ứng dụng này trên điện thoại. Các bạn xem nè. Mình sẽ nhờ người ta chụp hình cho mình. Khi mà bấm nút chụp, nó sẽ ra cái hình đó. Bây giờ mình sẽ bên đây đi. And stay committed. You lost 30 pounds. Yeah, they say I did it. Whoa. Look, now I don't care what you think. I'ma do my thing tonight. I came to dance, came to drink. Living that disco life. I burned about 1,000 guys. Dancing, moving, shaking, grooving. So fuck what I'm trying to say. I'm finna get a hot dog. Đó, thấy không các bạn? Hồi nãy giờ mình đã hù được mấy người rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên đây mình làm tiếp tục ha. Đi. Mắt hứng rồi. And lately I become a dog. Some vendors be real, some be bacon. What, you ain't got no bacon? Now I don't care what you say, I want my money back. You ain't got no onions, got no peppers, and a dog ain't bacon wrap. Gotta get it right. Không vui nha. I work too goddamn hard. Finna get a hot dog.